Cho đến thời điểm bây giờ chị thấy không, chị đâu còn cái gì nữa đâu. Em không biết là chị chơi nhiều ít, em không biết, nhưng mà chị thấy cảm thấy không, mình lo làm lo ăn thì còn có cái để mà ăn, còn nếu mà chị dai vô cái đó thì cuối cùng chị thấy bây giờ về đây ngủ cái chuồng vịt gà của người ta, con cái thì bị trầm cảm. Giờ chỉ là lo cho con thôi, tờ giấy số vậy không dám mua đâu. Chị thấy không, bao nhiêu người lao đao khốn đốn cũng vì ba cái cờ bạc, cũng vì ba cái số đề đó. Mấy ai làm giàu được mấy đó, trừ khi mấy ông bán người ta mới làm giàu được thôi. Tại cái đầu người ta hơn mình, người ta tạo ra cuộc chơi thì bắt buộc người ta phải hơn mình, người ta mới tạo ra. Chứ người ta nếu mà ăn năm thua với mình, ta đâu tạo ra làm gì. Thì mình chỉ có một cái đường, chỉ có vài đường thắng thôi, còn như là mình thua hết. Một con số mà mình thua tới 80 mấy 90 con mà mình trúng con một mà làm sao mà được người ta. Ăn miếng đá mà người ta cho ngàn đá mà trúng 70-80 ngàn, bởi vì mình nghĩ như nhiêu đó. Cứ nghĩ là một trúng 70-80 thì nghĩ là hơn rồi, nhưng không phải vậy đâu. Có một câu nói rất là hay của một người nói như này nè: trừ khi mày lấy cái số tiền này mày xây cái mã của cha mày, tao không lấy là được thôi, chứ còn mày còn sống là tao sẽ còn lấy là được. Đó. Chính vì cái lý do đó mà ngày hôm nay em tới đây, em muốn cảnh báo cho chị. Thứ nhất, cảnh báo. Thứ hai, đây cũng là một lời khuyên của em. Dòng họ của mình á, không phải con nói gì nhưng mà con nói thiệt, là dòng họ của mình trước giờ á, là thứ nhất có bị giống kiểu trường hợp của bé Thư vong ám, hay là một cái người nào mà bệnh hoạn mà kiểu như liên quan thì thần kinh không? Theo biết tôi bên ngoài thì không có, mà bên nội nó có, cha nó cũng tửng gì đó. Cha nó uống rượu say vô cũng đi ra đường nằm nắng nô vậy, rồi quỵ hoạn vậy đó. Dạ. Trước đây ông nội nó bằng thầy. Trước đây ông nội của bé như bằng thầy? Trước đây ông bằng thầy. Trời. Cái căn ra bằng thầy của ông, biết sao bây giờ đổi về con cháu á. Bằng thầy á, giờ ông chết rồi. Trời ơi. Rồi có ai nói cái nghiệp đó không? Nói cái bên đội người ta có nói. Mà hôm đó chú thấy ông thầy kêu đem về bển cúng của huyện, bên nội người ta không cho. Cô không cho đem về bển cúng. Mới năn năn nỉ ông thầy qua bên ổng cúng. Dạ. Chứ bên nội không cho không cúng. Dạ. Chứ bên ngoại thì không có ai làm thầy làm bà vậy, có bên nội không? Con nghe nói thế này nè, tức là bây giờ nếu như mà dòng họ mình có làm thầy thì bắt buộc phải có người nói giỏi để mà duy trì. Tại vì bây giờ làm thầy làm bà thì cũng phải có tướng tá. Nếu mà không có người nói giỏi, không có người duy trì, không có người mà kiểu như là kiểu như mình đi làm phải trả lương cho người ta thì cũng phải nuôi người ta. Mà bây giờ không nuôi người ta, họ về họ quậy đó. Con nghe nói vậy đó. Thì con nghe nói vậy. Người ta tự nói rằng cha ta nói đó là thầy mất nước đó. Ví dụ á, cha này quan hô hả chỗ thằng cháu. Dạ. Mình nghĩ vậy đó. Nhưng ta Dạ Quý Hiếu xin chào tất cả quý ông bà, quý cô chú, quý mạnh quân, quý nhà hảo tâm thân mến. Kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay Hiếu quay trở lại đây, Hiếu thăm lại một cái hoàn cảnh mà phải nói là thật sự luôn là khi mà nói tới là Hiếu cũng nổi da gà cả nhà. Tính thời điểm bây giờ luôn là Hiếu cũng chưa có biết rằng là cô bé này là bị vong nhập, hay là cô bé này do ức chế lâu ngày rồi tánh tình cô bé thay đổi, rồi ghét mẹ mình, rồi cố tình dựa vào những cái lời nói mà mẹ mình nói mình bị vong nhập, rồi lấy đó làm cái cớ mà quýnh mẹ mình mỗi ngày luôn. Tại vì Hiếu nghe một cái câu nói như này là của rất là nhiều người, người ta chia sẻ lại, người ta nói cái người mẹ này nè cũng hay đi quýnh bài bạc lắm. Khi lúc còn làm ở Bình Dương thì quýnh bài, rồi tiền bạc nó cũng gọi là thiếu thốn đi. Rồi cha thì đi làm hoài kiếm tiền, đi làm bảo vệ ngoài Bình Dương á, đi làm kiếm tiền. Thì cô bé này lại thương cha, tại vì cha đi làm vất vả tội nghiệp, mà mẹ thì lại đi quýnh bài. Cái sự giận dữ đó khiến cho gái ức chế lâu ngày như vậy, hay là do là thật sự là bị vong nhập? Tại vì ngày lúc mà khi mà lúc còn trẻ, còn sanh đẻ đó nha, thì cái người phụ nữ này nè, là lúc đó là có bỏ hai đứa nhỏ nữa. Hai đứa nhỏ này thì bỏ nó từ khi lúc còn 2 tháng, nhiều bé còn mấy tháng đó, là nó chỉ có mới có cái tim thai thôi, là mẹ nó bỏ rồi. Thì xong đó thì sau đó khi người mẹ này bắt đầu đi bệnh viện thì bác sĩ nói là bị tâm thần nhẹ,
xong rồi về đây thì quậy phá quá, cô gái nào là nửa đêm ra dị tiền ngoài này nè, bắt đầu là xỏ tóc nè, nói chuyện vu vơ nè. Còn thứ hai nữa là cô gái này á, đồ đạc quần áo trong nhà của mình đều quăng xuống hết trơn, là cứ mở miệng nói là làm cho mẹ khổ đau, cho mẹ khổ sở, cứ luôn nói như vậy đó cả nhà. Những tấm hình quan âm trong để trong nhà thì cô ấy cũng đều quăng xuống sông hết đó. Bởi khi mà mình nghe câu chuyện này mình nói sao có sao kỳ vậy. Mà đặc biệt nữa là cô gái này luôn hành hạ mẹ mình đủ mọi cách hết để cho mẹ mình không ngóc đầu dậy nổi. Hằng ngày là cứ tay chân bụp 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 với mẹ mình hoài, đạp lên đầu lên cổ là chuyện nó bình thường như mỗi ngày luôn. Mà người mẹ này phải cam chịu, tại vì người mẹ này nói là hồi lúc trước mình tạo nghiệp như vậy và bây giờ mình phải gánh nghiệp. Thì bây giờ thôi, bây giờ nè, Hiếu cũng xin mời cô chú anh chị mình đi vô trong nhà coi tình hình của mẹ bé nó như thế nào rồi. Và ngày hôm nay nữa thì Hiếu cũng có một cái khoản tiền của Mạnh Quân gửi cho mẹ bé nữa. Và cả nhà nhớ cái đợt đó là Hiếu có chia sẻ cái hình ảnh là đi bệnh viện đó cả nhà. Rồi bà con cũng giúp một phần nào đó để thuốc men đi viện cho cô gái này nữa. Thì thôi bây giờ mời cô chú anh chị mình đi vô ha. Rồi cho anh đi qua trước đi cameraman. Nó cái đường vô nhà thì nó hơi khó đi một chút xíu nha cả nhà. Khó đi một chút xíu. Cả nhà biết không? Cái cô gái này á đang sống trong nhà trong này thì sống trong một cái chuồng vịt của người ta, chuồng vịt chuồng gà của người ta, không có được sống trong một cái ngôi nhà đàng hoàng tử tế nữa. Nên mà việc mà mình đi vô thăm thì như vậy là cũng phải đi. Thật sự luôn ngày nay không biết là mẹ con có ở nhà hay không nữa. Tại vì hôm bữa giờ là có đi thầy cũng nhiều nè, rồi đi bệnh viện cũng nhiều nữa. Đi bệnh viện thì Hiếu phải sang quần. Đi bệnh viện thì bác sĩ nói là cũng cho thuốc, cũng uống. Mà nghe nói cũng khỏe khỏe, cũng đỡ. Nhưng mà nghe nói cũng còn quánh mẹ mình hoài à. Không biết cái câu chuyện như nào nữa, không biết tình hình bây giờ làm sao. Cũng 1-2 tuần gì rồi, Hiếu chưa có ghé thăm cái hoàn cảnh này. Cái đường nó khó đi như vậy đó cả nhà. Mà cái cô gái này hay đi lắm, đi ra ngoài đây ngoài kia, cái mẹ chạy theo kiếm. Mẹ đâu có xe, đâu có chiếc xe đạp người ta mới cho đó, rồi đi kiếm con mình. Tại vì sống trên Bình Dương cũng trước giờ cũng khá là lâu rồi, nên thành thử ra đâu có nhà cửa gì đâu, về đây sống tạm với bà nội. Cô ơi, chị có nhà không cô? Có. Mới bắt nhỏ về. Mới bắt về hả? Đi đâu bắt về? Nó chạy hoài luôn nha. Chạy hoài luôn hả? Chuyện nó lại nó bước là tối dục xong hết rồi. Chuyện lại bước là tối dục xong hết rồi. Cho nó đi tắm. Chắc có chợ rồi, cháu cho tắm tắm rồi nó trốn đi vô căn chục hết rồi. Sao hả? Dục là tối xong rồi. Dục là tối xong luôn hả? Ừ. Sao kỳ vậy ta? Nó quậy quá trời chú ơi, giờ làm sao? Hôm bữa giờ đi bệnh viện về không khỏi sao? Trời, về nó giảm thôi, giảm thứ cỡ đồ cái đặt ra vậy thôi, chứ giờ nó cũng đi hoài vậy đó. Vậy hả? Nói chuyện cũng xàm xàm hoài vậy. Dạ. Trời ơi, khổ thiệt chú ơi, gặp cảnh này rồi biết làm sao? Ủa con bữa tưởng nó hôm bữa giờ là đi bệnh viện rồi con thấy... Út như tính vậy, ông cũng tính ngờ nó về nó đỡ đỡ mừng hết biết. Đồ bây giờ nó làm quá trời, ngày đi 2-3 cử thôi mẹ nó cõi làm ăn gì đó kìa. Đi đâu rồi cô? Chạy đi dài sớm đi hoài. À. Nó thấy mình gượt theo con động chạy mất. Dạ. Yeah. Khổ quá con trai ơi. Tình. Cô gái này cứ đi tối ngày luôn cả nhà. Mà đi thì mình đôi khi mình sợ con mình. Bạn gái mới lớn thứ hai nữa nó cũng bị như vậy nữa. Bởi vì? Nên sao dám bỏ. Mà dí theo hoài rồi sao mà làm ăn được cái gì? Khổ thiệt nha. Cậu còn... bé này là em của cô bé cô gái đó cả nhà. Nó này còn nhỏ xíu nữa. Còn bé nhỏ xíu nữa. Hôm qua nó đi rồi hai đứa nhỏ cái đường chở đây nhỏ cái mất nó mất chở theo hai nhỏ rồi chở nó về nó ba mẹ con mình chở xe đạp bốn mẹ con. Trời ơi. Nó lật cái chết chùm luôn. Dạ. Khổ thiệt. Nó hỏi cái xe đó còn ăn được. Ngày sáng nè, về chơi chút gì đó, chú Lam ơi xuống chở đi cho bệnh viện nha. Lên cái nhà cái gì vậy? Bữa con thấy cũng có mấy anh là chở đi bệnh viện đó. Đi qua cho nó lên nguyên hòa vậy cái gì đó. Dạ. Con điên lắm. Dạ. Cho nó ở trên bây giờ hả? Thấy giờ, Út thấy nó đi kiểu này có ngày nó cũng không sống nổi đâu.
Dạ. Yeah. Kiểu mình đi đường gặp con ác nó đều nó bắt rồi nó quấn nó đập. Dạ. Yeah. Nó giết chết. Rồi hôm bữa giờ có quấn mẹ mình không? Không, quấn em, nãy giờ quấn em cấm đầu. Quấn em cấm đầu luôn hả? Nó đứng nó tán cái chuyện nghĩ. Trời ơi, kỳ vậy Trang. Tức là bây giờ là cha thì đang làm ở Bình Dương. Một tháng thì bao khoảng có vài triệu thôi. Trời ơi, trên tháng cho con triệu mừng mới chết. Tháng cho 1 triệu hả? Bây giờ về đây mà bốn mẹ con, hai thằng, một thằng trai với lại một đứa gái. Hai đứa gái. Tại sao là cô với lại bé đó là hai người với lại hai trai hai gái à? Là bốn người sống trong một cái chòi dịch thế này. Và ba thì gửi cho một tháng 1 triệu mà. Rồi làm sao đủ mẹ con sống rồi tiền thuốc men cho cô bé đó nữa. Rồi thấy nội nó ăn giặt không ngày có nghe 1-20 ngàn rồi. Dạ. Rồi gạo sót rồi cái gì cái chút ơi. Truyền giờ cũng thấy 1-200 ngàn có thành vấn đề đâu. Rồi bữa giờ có qua bên đây quẩy đập nhà bên đây không? Qua mới đập nãy giờ dục bằng thờ ba cái hình ảnh của ba thờ bằng thờ tổ quốc ghi công rồi nhân quân quân chương kháng chiến đội đập dục hết trơn à. Không khổ hết nè. Thư. Đi đâu nữa mày? Đi đâu nữa? Đó, bây giờ nghỉ đó coi nha. Nó nấu đi đi rồi. Rồi sao đập đồ hết không ai can sao cô? Can được kịp nó đâu. Sao mà bằng thờ bằng bổng mà đập phá hết trơn vậy? Nó phá hết trơn luôn. Không chịu là trời đất nó bắt hình bà nội bà cố nó. Thờ nó đem sách đập dụng làm việc kịp nó. Dạ. Cái kiến mà nó gỗ một cái rồi. Ba quân chương, ba quân diện phát cho nó. Tức là bây giờ đây là cái bàn thờ chính trong cái ngôi nhà trong này. Ừ. Cả nhà thấy không? Đây là cái ngôi, cái bàn thờ chính trong cái ngôi nhà trong này. Nhưng mà bây giờ... có ba, bà nội, có mẹ đó. Bây giờ cả nhà nhìn nè, trong này nó hoang sơ vô cùng luôn, không còn cái gì hết. Mình nói cái bàn thờ là cái nơi mà thiêng liêng nhất, không ai dám đụng hết, nhưng mà cô gái này không từ. Ở trong những clip trước là Hiếu nói là không từ ai hết trơn cả nhà. Và cả nhà thấy không? Rất là rõ ràng. Đó, bây giờ là nhà cửa không từ ai hết trơn. Em nhìn đi, nhìn cái bàn thờ đi. Đó cả nhà. Đem vô cả nhà cho cả nhà xem bàn thờ không còn gì hết trơn. Đó, cái tủ bên kia thì đó cái mấy cái tấm thờ đồ đó là quăng hết ném hết trơn. Đó cả nhà. Giờ cái hình của ông bà đâu cô? Dục xong hết trơn à. Dục xong hết hả? Rồi hình của ông bà mình cũng dục luôn. Đập nát hết trơn. Rồi có mò lên được không? Đập nát cái dạng dục mình lên biết rồi mò. Trời ơi. Hình của ông bà mình để trên bàn thờ mà cũng bị cô gái này đập nát dục quăng tiêu chân luôn. Ừ. Trời ơi sao kỳ vậy ông chờ? Đi làm ông nội ông ngoại nó đi làm cho ông gì đó điện gì ông chữ nát chữ gì giờ chữ vô gì đập về ai biết làm à chữ vô bàn thờ nha. Ừ. Mẹ nó giận quá trời ơi đi mày đạt tôi biết nó chết rồi đạt tôi chết sướng hơn kiểu này. Dạ. Tối ngày cứ vừa kiếm nó rồi nó đồ ăn gì mẹ cũng gắng kiếm cho nó ăn rồi nó cũng phá nữa. Dạ. Thì khổ trời ơi bây giờ cái nha. Chính thức là cô bé này nhiêu tuổi cô? 15 tuổi nha. 15 tuổi mà bây giờ quậy nát ở ngoài Bình Dương. Rồi xong về đây lại... Chẳng giờ người ta đâu cho ở. Đâu cho ở được. Rồi người ta la sáng đi người ta ngủ nghề không được đâu cho ở. Dạ. Rồi về quê nhà ở nhà. Về quê thì không cho dám ở trong nhà thì quậy nát ở trong nhà hết. Rồi bàn thờ bàn bọng gì hình ảnh của ông bà để cho bàn thờ cũng quăng hết. Mẹ lấy cầm đi thương lợi đó, cầm nhang lại nó cũng lấy hết trơn luôn. Dạ. Rồi nó dụng nó loạn đi, nó lên nhanh lại, nó hay nói là nó hốt dục hết rồi mình có làm kịp nó đâu. Dạ. Rồi mẹ lại nó quýnh tưới bự từng bình. Ở trong nhà trong này thì chỉ có mình anh bà với lại có một người dâu chị út. Dâu út thôi. Thằng trai đi làm rồi. Trai đi làm. Còn cái bên nhà bên này, đây là cái nơi này nè, nơi bên này nè cả nhà. Đây là cái nơi mà cô gái này đã sống. Trong đó gọi là cái chuồng dịch hay con chuồng dịch đó của ai nuôi? Cái chuồng gà. Gà của ai? Cô nuôi hả? Cô nuôi. Dạ. Giờ mẹ nó về rồi, giờ nó không có chỗ ở rồi, rùa gà ra hết rồi bán hết rồi cho nó ở. Cho ở trong đó ha? Ừ. Bây giờ nó ở chung sao được, cưng nó quậy gì sao người ta chịu nổi. Dạ. Không khổ thì ở trong nhà chung thì không được quậy nát hết trơn. Thôi để con đi qua đó con thăm coi mấy mẹ con coi sao. Mấy mẹ con rồi đó. Dạ. Cần gì này vô? Cần bé gì không? Không cô cứ để cho bé nó chơi đi. Đó cũng là một đứa con trai của chị luôn đó. Hiện tại trong cái chuồng gà đó là có 4 người.
đó cả nhà. Chắc có lẽ là tập đồ quăng xong mới xuống đó gì. Tại dưới này là tới cái đường mưa. Đó, đi đâu đó, đi đâu kìa. Ủa bữa nay làm cái đường này đi vô ha. Này làm đường này đi vô ha. Chú nhà Thư ơi. Thư ạ. Cơm chưa? Anh hỏi không trả lời. Nấu gì vậy? Em Hiếu nè. Nấu gì? Nay đi hai chồng vậy. Ừ. Nấu canh mẹ cơm. Nấu canh ăn cơm hả? Bữa nay mấy mẹ con ăn canh với món gì nữa? Rồi cái gì mà nấu cháo hay gì đây này? Cháo đó. Cháo hả? Nó đồ ăn cháo với miếng thịt. Đồ ăn cháo với thịt hả? Ừ. Miếng thịt kho bỏ vô đại chứ có gì đâu. Đi đâu hả? Đâu anh Hiếu nói chuyện nghe nè. Đâu đi con? Bữa nay đến đây thăm mẹ con có một tin vui. Chút xíu nữa cho tiền mấy mẹ con. Quá mừng. Quá mừng. Trời không ngờ cưng tháng nay con chết luôn, sống gì nổi. Bữa mấy anh em kia cũng cho mà chứ không cho. Cho nhưng mà vậy đó mình nhờ mấy anh em thôi chết kia luôn. Không biết sao luôn. Tức là cũng nhờ mấy anh em cả nhà. Nhờ mấy anh em nữa nhờ thôi. Mấy anh em biết sao mẹ con không biết sao. Bữa nay nấu canh gì đâu cho em coi chứ khán giả bà con coi coi. Con thôi mì bỏ rau má vô ăn hết sảy. Rau má hái ra ở vườn nè. Nấu trong đây à, trong đây khó chịu gì nổi. Khói mà đen cái bụng trơn. Ừ. Rồi sao thường ngày nấu bển mà, sao bữa nay không nấu bển. Có mỡ út kỳ quá. À có mỡ út kỳ nha. Bữa này canh rau má này ở đâu? Rau má hái ngoài vườn mới hái đó. Hái ngoài vườn hả? Ừ. À. Nghe được con rối. Ừ, rau má nấu canh thôi cũng được đi, bữa nay có thịt thà gì không? Không, nấu canh không có thịt đâu. Còn sao hả? Còn miếng kho một để ăn kho đi, nấu canh lấy gì ăn? Đâu đâu miếng thịt nào đâu. Nè. Vì có nhiều đi, 4 năm mày con ăn có nhiều đây chàng. Thì có nhiều ăn nhiều chứ bây sao. Rồi đợt đó tiền em cho hết hả? Mấy anh em cho hết rồi sao? Ý là để trong thẻ để dành đâu, còn được triệu mấy. Sao còn triệu mấy? Bữa đó em thấy anh em cho cũng nhiều mà sao còn có triệu mấy hả? Đi thầy rồi đi mua nó đòi ăn gà rồi mua gì tùm lum tà la cho nó ăn, nó đòi ăn gì mua nó cho nó ăn sợ nó đi á. Ừ. Nó đòi sao không tiết kiệm đi mua gà tiền đâu chịu nổi. Lâu mua cho nó ăn con chứ đâu có dám mua hoài đâu. Ừ. Dạ. Không dám mua đi giáp đen thấy không? Mua dám mua gì đâu. Rồi đó kính thưa cả nhà thì vòng vòng nhà đây. Bây giờ trời ơi con ha. Kính thưa cả nhà thân mến thì tối đêm nay là Hiếu đang có mặt ở nhà của chị, một cô gái mà trước giờ Hiếu đăng tải nội dung rất là nhiều, tối ngày quýnh mẹ quýnh hoài luôn. Ủa dạo này còn quýnh không chị? Ôi quýnh muốn chết, tôi quýnh em út lăn cù hết trơn. Quýnh em út lăn cù hết trơn hả? Còn cậu bé này con ai đây? Con ở sớm mà con của bà bác nằm. Con ở sớm hả? À. Kìa kìa kìa. Ngồi nói chuyện với anh Hiếu xíu rồi đi hoài quay tôi bữa bữa giờ. Được mà. Mày ơi nói gì ghê quá. Mày bà không. Bữa giờ anh Hiếu nhớ quá trời luôn mà. Anh xuống Hiếu xuống thăm đi nè. Nhìn đâu có nhớ. Trời ớn quá. Em không nhớ anh hả? Mẹ không. Không nhớ thôi chứ sao giờ biết đâu à. Sao bữa nay ăn uống được không? Đồ ăn nè, ăn cháo nấu cái thịt nè. Thịt kho. Quýnh mẹ hoài luôn nè. Anh thấy con chó nó biết chèo lên nằm ngủ không? Sao cho chó lên đây nằm ngủ chứ? Nó chèo lên nằm ngủ á. Kêu bỏ xuống không được, không dám đụng tới luôn. Kêu bỏ xuống rồi nó bứt mẹ nó liền. Chị kêu bỏ xuống nó quýnh chị. Ừ, tối ngày nó cưng chó nó dữ lắm luôn. Cưng chó hơn là cưng mẹ nữa hả? Ừ. Mẹ mốt vậy nó cũng quýnh thịt mẹ kìa. Rồi bây giờ nói cho em nghe coi tình hình là bây giờ bác sĩ nói làm sao? Hôm bữa đi bác sĩ đó. Bác sĩ nói nó bệnh trầm cảm với tâm thần nặng lắm rồi. Ừ. Nặng luôn có giấy bệnh. Nữa. Nặng luôn nặng hả? Lắm có giấy bệnh. Nó để là chữ nặng lắm. Ừ. Rồi bây giờ cái hướng bác sĩ thì sao mà sao mấy mẹ con về đây à? Bác sĩ cho nằm 11, 12 ngày rồi gọi bác sĩ tôi về đi. Có gì lên nữa chứ không có cho nằm lâu. Nên là cái bệnh viện đây vậy đó. Bây giờ nè, bây giờ là bà con ở trên này á, là người ta gửi cho chị tiếp tiền chị để mà chị lo cho mấy đứa nhỏ.
đó thôi, bây giờ để em lấy cái danh sách ra em gửi cho chị. Kính thưa cả nhà, thì hôm bữa chị biết sao không? Hôm bữa là chị nhớ là cái lúc mà chị đi bệnh viện mà em lên đó, em có mặt trên đó không? Có, nhớ. Ừ, thì xong rồi cái bà con ở trên này nè, người ta mới thấy vậy, xong bây giờ tiếp tay cho chị để mà chị nuôi con bé. Đừng có đẻ nó trên. Vô tao. Đâu rồi bạn ơi? Để cho nó cục hịch nè. Thôi, người ta chưa ăn. Em Thư ở Hậu Giang nè, được phải không? Đúng không em Thư Hậu Giang ha? Có người ta chỉ lên Đồng Nai, Đồng Nai ở chảnh 6 tháng. Gì à? Tính ngày mai đi Đồng Nai đại. Đâu bây giờ chị kể cho em nghe coi, là cái lúc mà chị đi bệnh viện rồi, bệnh viện ông bác sĩ, ông khám làm sao, rồi ông nói làm sao? Ông nói vậy, nhỏ này bị trầm cảm nặng lắm rồi. Ừ. Trầm cảm với bệnh tâm thần. Bây giờ có về đi chăng nữa cũng lấy thuốc mấy năm trời cho nó uống. Đâu bây giờ chị kể cho em nghe coi, là cái lúc mà chị đi bệnh viện rồi, bệnh viện ông bác sĩ, ông khám làm sao, rồi ông nói làm sao? Ông nói vậy, nhỏ này bị trầm cảm nặng lắm rồi. Ừ. Trầm cảm với bệnh tâm thần. Bây giờ có về đi chăng nữa cũng lấy thuốc mấy năm trời cho nó uống. Ừ. Tháng nào cũng lấy mấy năm. Bây giờ là ngày nào cũng phải uống thuốc đúng không? Ngày nào cũng uống hai cử, sáng chiều vậy đó. Uống hết rồi lại chỉnh lấy, Ừ. Bây giờ ngày hôm nay nè, hai mẹ con đứng đây. Cậu này thì không phải, cậu này thì con bà con hàng xóm thôi. Ừ, con cô bác. Cô gái này là cô gái mà ngày hôm nay chúng ta nói tới nè. Giờ con vô trong này con ngồi đi. Cho chú ngồi kế chị ha. Đây nè, anh Hiếu nè. Bỏ đi. Từ chỗ đây tới hù luôn hả Hiếu? Ừ. Trời ơi, kính thưa cả nhà. Thì chị qua đây nè. Chị qua đây ngồi đứng kế con bé đi. Ngồi đi. Ôm con miếng cái coi. Hai mẹ con ôm nhau coi. Mới quýnh tè tôi đây nè. Mới quýnh gì nữa? Đưa con chó cho mẹ đi. Trời, bỏ vô đây con ơi, bệnh chết rồi con. Bệnh đó, con đang bệnh đó mà con ôm con chó nữa. Chết, nó chết bệnh mẹ đó luôn á Thư. Giờ thêm bệnh dại nữa là tiêu luôn á. Bệnh dại luôn á. Thôi đưa cho mẹ đi. Không dám nói được, nói là nó bụp. Không dám kêu nó bỏ con chó xuống nữa. Thôi bây giờ để em gửi tiền cho mình đi ha. Hoàn cảnh của em Thư ở Hậu Giang nè cả nhà, ngày 19 tháng 7 năm 2024. Thì cả nhà biết không, một hoàn cảnh thì Thư cũng ở xa Hiếu lắm. Hiếu đi gần cả 100 cây số là cả nhà, Hiếu đi cho hơn 3 tiếng đồng hồ mới tới đây. Thì đầu tiên là cảm ơn một mạnh quân ẩn danh là 500, thêm một mạnh quân ẩn danh nữa là 1 triệu nữa. Chị Ngân Giang là 300, Đặng Thị My là 500, cô Hương là 1 triệu, chị Hà ở Đức 50 euro là 1.320.400 đồng, chị đẹp ở Hóc Môn 1 triệu, tổng hôm nay là chị nhận được là 1.520.000. Mừng không? Mừng lắm, mừng. Là đủ đưa con đi bệnh viện, ngày mai chị đưa đi Đồng Nai lại. Sao bữa giờ tính đi Đồng Nai hay sao? Tính Đồng Nai mà không đủ. Có bao nhiêu tiền trong người rồi? Còn được 1.200.000. 1.200.000 làm đi dầm đi cái kiểu gì? Bởi vậy. Trời ơi, con chó mà làm gì kỳ vậy? Ủa, vậy đó, thì trời ơi. Khó quá trời, lấy cái cây nó dục mỏi mà sao như mẹ Thư. Đó, bây giờ cái cảnh cái căn nhà thấy khổ không? Ở trong nhà, trong cái chuồng dịch thế này, đem đồ ăn vô nấu nướng, bây giờ mẹ con thở không nổi luôn. Nè, 1 triệu nè chị. Cầm giùm em nha. 2 triệu nè. 3 triệu nè. 4 triệu nè. 5 triệu nè. 6 triệu nè. Ủa, 5 triệu 6. 5 triệu 6. À đây 5 triệu 6 đây. Ừ, 6. Có tiền lẻ không?
Thôi cầm 50 ngàn luôn đi, em không có tiền đẻ rồi. Cầm 50 ngàn luôn đi. 5 triệu 6. Đúng chưa? Đúng. Đủ chưa? Điểm lại đi, điểm lại đi, điểm lại. Cho chắc ăn đi. Không thiếu cũng không dư. Trộn lên đi chơi. Rồi 5 triệu 6. 5 triệu 6 đúng phải không? Đó, bây giờ mẹ con sống trong một cái ngôi nhà như thế này nè cả nhà. Và mấy bên thì mấy dài mưa có dột không? Dột nhưng mà tạm vậy. Đó cả nhà. Thì đây là số tiền của mọi người, chị cảm ơn mọi người của chú anh chị đi. Cảm ơn chú anh chị, cảm ơn cô bác cho tiền đi khám bệnh cho con. Cảm ơn nhiều. Mỗi khi mà nó quậy bà sợ không mỗi sợ chứ nhưng lúc mà làm có lại nó khỏi mà còn gần tống quốc té đây đạp lưng quá rồi đạp có ngoài té ngửa luôn hả bắt con chó bỏ xuống đạp lưng con chó nó dơ để ra người ta cũng thường thường nó sợ chó chứ sao mà nhẹ nhẹ coi để từ nhẹ nhẹ bây giờ nó đâu theo chó theo đó kêu bị tải luôn đi thương chó hơn thương mẹ chó thì năng niu mà mẹ thì quýnh đập em nó cũng quýnh mà chó nó không quýnh kỳ á hồi đó giờ người ta hay nói này dụ cha người ta hay nói ma quỷ nó sợ chó mà sao nhỏ này không sợ con thấy đâu có sợ đâu con chó này là hình như con chó đó con chó mực á chó mực là sợ nhất luôn mà nó không sợ người ta kỳ ta chú em bé quýnh lộn với ma là đem chó tao em bé không sợ mực hả không sao kỳ ta giờ vậy là bây giờ bị gì bà con giờ cũng hết biết rồi bà ơi con hết biết đường luôn ở trong giấy tờ thì để là trầm cảm với loạn thần thầy thì... thầy nó mà bắt ra rồi còn giờ không chạy không bắt mời chị hả cảm ơn nha bữa giờ đi thầy tốn bao nhiêu tiền rồi chị cảm ơn nha ba bốn triệu hả đi cúng đồ heo cúng đồ lưng mấy làm đi làm đi tí á heo cũng thịt heo đủ hả ta chỉ có mấy người ta có ăn người ta có ăn ta kêu mình đem về ta không ăn đồ lễ với anh ta mà có thầy nào kêu cúng tiền tổ không à, từ con có người một hả cúng hết nhiều rồi con trăm à trăm lần trăm hả đi bốn lần 400 cũng là 400 cúng mà tổng kinh cho ma ra đó chứ người ta nó cúng lễ cái ông thứ sáu được á câu thứ sáu được đi được là sao được là sáu thứ là ông không lấy tiền đó. Không lấy tiền hả không biết nữa mỗi lần qua nhà khác là có cảm giác an lành kiểu gì á đi qua nhà bên đó là cảm giác an lành ha đồ qua đó không à cảm giác như con cháu họ hàng vậy hả có khi nào liên quan gì tới ổng không Thư không biết đi qua mà nghĩ là về đỡ mấy ngày chỉ có ông đó là thích à chỉ có ông đó là thích thôi nó thích là nó ổng gờ vai gờ tay gờ chân ổng khoái ổng có nói chuyện với ổng mà kiểu như là tâm sự đồ không có ông già phải không già lại đó ông già phải không hỏi ông đâu phải cái này đâu phải kia đừng có nói nó có nói gì ghê ghê không lời gì hay ghê ghê không ghê lắm chạm vậy đó nói sao nó nói ma đỏ ma đen gì tới nữa rồi bà ma đỏ thấy cưng ma đen thấy cưng gì đó nói chạm 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 đi nói chung là nói trong kiểu như loạn thần loạn trí phải không loạn trí bà ơi cho con hỏi nè bà chào dòng họ của mình á không phải con nói gì nhưng mà con nói thiệt là dòng họ của mình trước giờ á là thứ nhất có bị giống kiểu trường hợp của bé Thư vong ám hay là cái người nào mà bệnh hoạn mà kiểu như liên quan thì thần kinh không theo bố biết ở bên ngoài thì không có mà bên nội nó có anh cha nó cũng tửng gì đó anh cha nó uống rượu say vô cũng đi ra đường nằm nắng nô vậy rồi quỵ hoạn vậy đó Với trước đây ông nội nó bằng thầy trước đây ông nội của bé Như bằng thầy trước đây ông bằng thầy trời ông cái căn ra bằng thầy của ông biết làm sao bây giờ đổ gì con cháu á bằng thầy á giờ ông chết rồi trời ơi rồi có ai nói cái nghiệp đó không nói cái bên đội người ta có nói con nói em muốn chồng mà hôm đó chú thấy ông thầy kêu đem về bệnh cúng của quyền bên nội không cho cô không cho đem về bệnh cúng mới năn năn nỉ ông thầy qua bên ổng cúng chứ bên nội không cho con cúng chứ bên ngoại thì không có ai làm thầy làm bà vậy có bên nội ông nội con nghe nói thế này nè tức là bây giờ nếu như mà dòng họ mình có làm thầy thì bắt buộc phải có người nói giỏi để mà duy trì
Tại vì bây giờ làm thầy làm bà thì cũng phải có tướng tá. Thì bởi vì nếu mà không có người nói giỏi, không có người duy trì, không có người mà kiểu như là kiểu như mình đi làm phải trả lương cho người ta thì cũng phải nuôi người ta. Mà bây giờ không nuôi người ta, họ về họ quậy đó. Thì bởi con nghe nói vậy đó. Thì Út cũng nghe nói vậy. Ông nói bên cũng bên đậu heo bự. Người ta thường nói rằng cha ta nói hồi đó làm thầy mà mất đức đó. Ví dụ á, cha này quan hô hả cho con cháu. Dạ. Nghĩ gì đó. Nhưng người ta cũng thường nói trên đời mà. Dạ. Con thường thường ở đời cho có đức cho con cháu sau này. Rồi sợ rồi bên nội nó không biết có mất đức không cái kiểu. Rồi sao ảnh hưởng mình không biết cái đó, mình đừng có nói mình bậy. Không, ví dụ hai điều mình nói chọn một đó. Dạ. Một điều thứ nhất là làm thầy làm bà rồi sau này con nói giỏi nó dòng theo ra cứ nói đó. Dạ. Giờ không có người nói giỏi nó dòng theo, tất nhiên không ai chỉ được. Dạ. Rồi giờ điều thứ hai mình nghĩ vậy thôi. Cái dỗ con không biết như thế nào. Cái mẹ nó ở đời có ác đức đâu mà mẹ nó mang. Hai mẹ con cứ tối ngày cứ vậy hoài ha. Chứ mẹ nó hiện từ với mẹ nó ở đời có ấy đâu mà quả báo. Không, cái này con không biết, nhưng mà theo con nghĩ là trước bỏ hai đứa bé cũng cảm thấy cũng không có đúng rồi. Rồi bây giờ ví dụ mà giờ vậy không biết sao đây nữa. Rồi cặp mắt của cô gái này rất là ghê cả nhà. Thật sự luôn ghê lắm. Cái gì tôi chơi với con chó mực gì đó hả? Ừ. Ngay cái mực chó trắng không thèm chơi nữa. Cặp mắt của cô gái này cũng ớn. Dây bùa đó không ý nghĩa gì hả? Ông Tám ông thổi vô đeo mà không ý nghĩa gì. Thì có mấy đứa nên nó giải được. Hả? Nhớ ông thầy đó hả? Nhớ sao không? Tự nhiên qua nhà ông cái tụi nó có đi qua nhà ông cái thấy là kiểu như là hạnh phúc hay sao? Cái vui cái gì? Vui hả? Thấy có cảm giác là người thân thuộc trong gia đình không? Không biết lần đầu tiên gặp. Thấy ổng cứ quen quen hả? Giống ông nội á. Giống ông nội hả? Có khi nào ổng dòng họ với mình không ta? Con biết đâu. Ổng kêu qua thì ổng nói ổng cốc cốc. Đi ra qua bên nhà bên đó thì cảm giác đã hơn là bên nhà mình. Qua nó lục cơm ăn thoải mái. Lục cơm ăn thoải mái luôn. Thoải mái. Nước nôi để thoải mái luôn. Mà nhà mình thì quýnh em, quýnh mẹ. Mà giờ ông nói là ông ăn hết. Đập phá nhà cửa. Ông hết khả năng lo. Đi qua hai lần ông khả năng lo nữa. Ông về kiếm một thầy khác rồi chứ giờ nó. Ông nói nó hết nghe rồi. Nó vậy đó. Tối ngày vậy hả? Tối ngày ôm chó vậy. Chị lấy con chó là quýnh chị? Lấy con chó là quýnh đó. Chó đây vắng nó, con kiếm nè. Con chó vắng thì lại kiếm hả? Ừ, kiếm tốt chị bỏ xuống, con quấn 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 la làng với đoạn thư ẩm lên. Đoạn thư ẩm lên. Đoạn thư ẩm lên thì nín. Rồi lạ chuyện này lạ nghe. Đeo tối ngày đó. Đi chợ cũng chạy theo, đi đâu nó cũng chạy theo dõi. Chó này. Bỏ cái gì nó cũng bỏ hết mà con chó nó không bỏ. Cái gì cũng bỏ hết mà con chó là không có bỏ. Nó không bỏ ông tới nhà luôn. Bữa nó bỏ con chó gỗ chạy tới luôn Mỹ cũng không rớt con chó xuống đất. Chạy cách nào mà hay được. Nó giục xe mất tiêu mà cái con chó còn. Con chó thì còn ôm mình còn xe đạp mất tiêu. Xe đạp thì mất tiêu. Ủa chạy chiếc xe đạp mà. Nó chạy xe đạp nó bỏ con chó con gỗ đó. Kiếm gặp nó thì thấy con chó. Xe đạp không thấy. Không thấy. Rồi đâu chiếc xe đạp nó đâu ra kiếm. Ta chỉ trên chợ Thường Hưng á. Nó liền vô cặp mé. Liền cặp mé ha. Ôm chó đó. Ôm chó nó ngồi nó khóc. Muốn khóc giờ nào là khóc hả? Muốn khóc giờ nào khóc, muốn cười giờ nào cười. Bây giờ này cho chó ăn hay gì nữa rồi nè. Mà chó ăn muỗng nó ăn muỗng á. Chó ăn muỗng nó ăn muỗng. Chó ăn muỗng. Chó ăn muỗng nó ăn muỗng. Trời đất ơi. La không được mà. La không được luôn. Mời đi lãnh nè. Mời đi lãnh nè. Hết thuốc rồi. Vì vừa thôi, cháu nữa. Cái thưa cả nhà, tình hình bây giờ là mẹ bé nói bây giờ tình hình nó cũng vẫn vậy cả nhà. Và thậm chí có nhiều dữ hơn trước nữa. Dữ hơn, nó quýnh tàn bạo, đá, đấm. Tán là không có đường đỡ luôn. Tán chị hả?
tán em, nó tán mẹ, tán gì cũng luôn. Chị làm gì mà nó phải tự nhiên nó ngù ngù gì nó tán à, chứ không có ai làm gì nó chứ. Chỉ là nó ngọt nó không nữa vậy đó. Nó quýnh giờ nào quýnh không biết đường đó luôn. Quýnh xong rồi la nó, cái nó đỏ nó bỏ đi. Cứ vậy hoài đó, tình hình lập tới lập lúa như là hoài, quýnh hoài, quýnh người la nó cái đi, la nó cái đi. Đốt với bạc hoài vậy nè. Sao? Đốt với bạc. Đốt với bạc gì? Đốt tiền, đốt quần áo đó. Trời ơi. Nó nhỏ nó không chịu rồi. Đốt mấy đứa nhỏ nó không chịu hả? Không. Mấy đứa nhỏ nó muốn cái gì? Đi ra đây nói nè. Mấy đứa nhỏ muốn gì ra đây nói nè, đáp ứng luôn. Mấy đứa nhỏ muốn cái gì? Muốn gì nói đi, mua luôn. Mua luôn. Đi theo chơi. Bây giờ nè, mấy đứa nhỏ muốn cái gì đáp ứng cho mấy đứa nhỏ luôn. Đó, rồi xong rồi tha cho mẹ. Có ai mà như mẹ con không? Hả? Có ai như mẹ Thư không? Trời ơi. Đưa đưa trái hay con? Trái rồi, trái rồi. Bữa giờ có quăng một mùng mền xuống sông luôn không? Có quăng lâu tùm lum bỏ trong đường đó. Gì hả? Lum về dẫn chết. Đi ra mà có khác vậy ra. Đi bệnh viện đi thầy. Bữa giờ bà con nói kêu em chỉ đi thầy quá trời luôn mà. Thầy nào hay cũng đi chứ. Bữa đó... bữa giờ đi bao nhiêu người thầy à? 6-7 ông nhiều rồi. 6-7 bà, ông bà. Người những người thầy đó người ta nói thì sao? Tao nói dòng theo 6 người. 6 người? 6 người mà bắt ra đâu, ông mà một ông, chưa chắc gì đã 6 người. Người còn hoài. Mấy người rồi? Còn 2 ông, 3 ông nữa. Ừ. Chắc 9 người. 9 người. Ban đêm ngủ thì sao chị? Mày thấy gì nào? Ngủ, ban đêm ngủ giật mình vậy thì nó đi. Đi hả? Đi nữa. Mình chết đóng luôn á, đúng không? Mấy giờ? Đúng 1 giờ, 1 giờ. Thường là 1 giờ. Luôn tao đau cũng chết. Ủa đi đâu? Đi ra đồng là gì, ngồi nói sàm gì không ấy. Trời ơi. Mẹ không tin đúng không? Sợ quá trời luôn. Nó bảo hoài mà không tin đúng không? Bốn mẹ con ngủ trong này. Trời ơi. Khoảng 1-2 giờ đêm là bắt đầu là đi ra ngoài kia ngồi nói chuyện mình lên. Nói chuyện mình lên. Trời ơi. Không biết con bị cái gì luôn. Nếu vậy cho nó mau chín. Ở bên bệnh viện thì bác sĩ nói là bây giờ là tâm thần cũng gọi là nặng luôn chứ không phải là nhẹ nữa. Luôn, để chứ nặng luôn. Cái giấy đó còn ở đây không? Còn, đây chị lấy. Đâu chị lấy cho em xem mà. Ăn cháo không chú ơi? Giờ mẹ ăn không? Ăn gì Thư? Cháo. Cháo hả? Cháo đó cháo gì vậy? Hôm nay cũng bị mà. Ngày qua ăn gà ngon không? Có ăn đâu. Sao mẹ nói mẹ mua cho con gà? Qua đi bắt đi công chuyện, có ăn đâu. Ăn chập rồi mới đi. Cho ăn đâu. Đi làm căn cước mà. Đi ra viện. Giấy ra viện. Uống thuốc theo toa nè, dẫn chuẩn đoán nè. F32.3 giai đoạn trầm cảm nặng. Với triệu chứng. Tên này ngồi đẻ lên. Bước lên đây ngồi. Chốt. Sinh 2010. Đúc. Lên đây ngồi nè. Đút cháo cho hai đứa mày à. Rồi. Đút cức hả? Trầm cảm và loạn thần. Lên đây ngồi đi. Lên đây ngồi đi. Có ngồi chụp hay là đo điện não tâm đồ gì không chị? Có là đủ. Có làm đủ hết hả? Để chị hỏi nha. Công nhận mày hỏi cái không đề. Để Hiếu che lại mấy đứa nhỏ này kìa. Đút cho em ăn hả? Ừ. Ăn cháo với lại thịt nè. Chứ đó cho ai mua mấy chục hùng nước hết chứ nhiều. Mua gì? Hùng cháo, hùng mì. Cháo, hùng mì hả? Ừ. Ăn hết chưa? Ai ăn hết? Chỉ mấy đứa, ba đứa đó. Điện tắt điện rồi. Anh tắt cho nó đỡ, nó hù hù. Quạt hay gì? Quạt thì ok, quạt. Bây giờ hiện tại thì chưa có lên cơn. Mà mỗi khi mà lên cơn là quậy mẹ mình dữ lắm. Nhưng mà đặc biệt ở đây, cái chỗ đây là người khác thì không dám.
đúng không chị? Đúng rồi, chị có ba mẹ con, quất ba mẹ con. Ba mẹ con là chị có quất ba mẹ con này thôi. Ba cũng không dám, mà cô chú anh gì cũng không dám luôn. Là chị có ba mẹ con là cứ quýnh ba mẹ con mình liên tục vậy. Nói động cái gì là quất hả chị? Động nóng gì là quất à? Nóng quá trời luôn, chú ăn không? Ăn không? Không. Không rồi. À, tình hình bây giờ ở trong cái giấy bệnh viện thì để là như vậy. Còn ở ngoài thì thầy nói là bị 6 cái vòng nhập lần. Thật sự là bây giờ mình cũng không biết làm sao mà nói luôn cả nhà. Bây giờ ví dụ đi bệnh viện thì Hiếu hỗ trợ tiền bà con cho được khoảng 5 triệu mấy, 5 triệu 6, 20 ngàn thì bà con mình cho đủ tiền đi bệnh viện. Còn mà bây giờ mà kêu mà nói đi thầy thì Hiếu thật sự cũng không biết đường mà quờ nữa. Tại vì bây giờ là chị cũng nói là đi rất là nhiều thầy rồi chứ không phải là đi qua cũng không có nào cho chị thay là đi thay. Nằm xuống đi, nằm xuống. Nhưng mà đi khoảng một tháng mấy nay là chưa có một cái kết quả gì hết. Không có kết quả luôn hả? Cho nó miếng. Ba mẹ con, bốn mẹ con sống trong một cái trời chu dịch như thế này. Bữa giờ cũng mưa gió quá trời luôn mà che cái này nè cả nhà. Thời gian để mà che luôn, nó giữ nó với cái này luôn nè. Thôi chị định sắp tới này sao? Chị nói cho bà con tao biết rồi. Tới nè. Xác vô. Đi cho nó yên ổn rồi đi bệnh viện đi, còn chị đi bán vé số ra. Mà đi bán vé số thì cho cũng kẹt. Sao mẹ không nói con số, nó số 72 đó, trúng lục đất luôn đó. Nhà 72 trúng lục đất hay gì? Thì ngoài nhà bà kia đốt ngang cho ổng á. Trong chồng bà kia bán số hết chứ không dám để 5 cây. Xong rồi nó đẩy số 72 á, cái ông mấy ổng không tin á. Tới chiều á, sổ cái... Số 72 luôn. Ừ. Bây giờ ngày mai sổ số mấy đây cho anh Hiếu quýnh? Một lần duy nhất à? Có một lần duy nhất à? Cho số cho một lần một à? Thằng chồng bà không giữ lắm. Bây giờ anh khổ quá, giờ sao? Anh khổ quá, bây giờ cho anh con số mai anh đánh được không? Thì nó có biết cho đâu. Vậy là bây giờ chị quyết định sao? Nói nghe coi. Thì vậy đó, nó đi mai đi bệnh viện. Đúng. Cho nó coi nó hết không? Đi về đem lấy số. Mai chị đi đâu? Đi bên đi Đồng Nai. Đồng Nai hả? Ừ, ta chỉ Đồng Nai hay lắm. Ở Đồng Nai 6 tháng mới cho về. 6 tháng mới cho về? Ừ, 6 tháng mới cho về. Rồi chị ở ngoài đó 6 tháng thì chị làm cái gì, chị có tiền đâu mà chị nuôi con? Không có dám ăn. Có, con được thiện tao cho đó. Đừng ăn đi. Ít nhất là phải có tiền viện phí. Chị có hỏi là viện phí bao nhiêu chưa mà chị dám biết rồi đi. Nghe nói là... không biết, không có nhiều chứ. Không có nhiều. Mấy triệu à? Mấy triệu à? Mà bây giờ chị có bao nhiêu à? Nãy bà con cho 5 triệu mấy, nhà còn triệu mấy nữa, 6 triệu mấy. Chú có người chơi chú đen rồi chú. 6 triệu mấy hả? 6 triệu mấy. Nhầm. 6 triệu mấy mà ngày mai chị gọi đi điện quà. Mà chị nói ở 6 tháng. Thôi miệng nha. Rồi cái này nói đúng không? Chính xác không nghe chứ làm sao mà 6 tháng mà vợ đó viện phí mà 6 triệu được. Không thể nào. Mà tiền thuốc đã mỗi tháng nếu mà uống bình quân mỗi tháng cũng 500 ngàn một tháng rồi. Vậy đó hả? Ừ. Đi đâu biết rồi. Vậy chứ hôm bữa chị đi bệnh viện này tháng bao nhiêu? 10 ngày mà 2 triệu mốt. 10 ngày 2 triệu mốt. Chính em Nguyễn. Rồi chị 6 tháng chị nhân lên nhiêu tiền? Chị làm sao mà số đủ cái tiền đó mà chị đi? Chị nghĩ nói chuyện mình rồi. Bây giờ nè, nếu mà giờ muốn khám lên trên đó khám, bác sĩ coi làm sao rồi. Thôi mẹ nha. Được thì điều trị thời gian ngắn. Rồi bắt đầu lấy thuốc gì uống. Tại vì thường là nếu mình lên trên đó thì khám cũng khoảng 5-10 ngày rồi cả nhà. Điều trị 5-10 ngày là ổng như nào đó thì bác sĩ cho thuốc đem về à. Chứ đâu có giữ lâu được. Đâu giữ lâu trên vị Thanh Hậu Giang. Ở Biên Hòa mà kia cũng vậy. Bây giờ là ngày mai chị đi hả? Mai đi. Mấy giờ chị mới đi được? Cứ 9 giờ mới có bảo hiểm mà lấy ra ngoài xã lấy bảo hiểm. Chị ra ngoài xã lấy bảo hiểm. 9 giờ ha. Rồi ngày mai thì sáng mai Hiếu cũng sẽ quay trở lại để mà mình coi mình hỗ trợ cái gì đưa cho bé nó lên xe ổn định ok rồi mình mới đi về cái nha. Được không? Ngày mai em hỗ trợ chị. Cảm ơn con. Nấu gì vậy? Miếng cháo đi con. Mẹ là cảm ơn cả nhà. Mình đã xem cái đường like này. Và hiện tại trong cái giấy tờ nó đã để rất là rõ ràng. Ăn nhanh lên. Mà nói cái việc mà tâm linh thì chị nghĩ sao về gì tâm linh? Chị cũng không tin mà tại cái tâm linh là nó sợ con chó con phải không? Nó cứ vậy nó ôm chó con nó ngủ hoài vậy. Rồi sao mà
con tâm linh thì nó sợ con chó con. Mà sao bàn thờ lại quăng hết xuống sông như vậy? Bởi vì không hiểu. Thậm chí ông bà mình rồi cái bàn thờ là cái nơi thiêng liêng luôn mà quăng hết xuống sông như vậy là sao? Cái gì quăng hết trơn để hương mất lụm lại. Ừ. Rồi để cái khác vô đốt nhang lại. Cái chuyện mà bị tâm thần quýnh trao anh mẹ đó, cái chuyện nó cũng bình thường cả nhà. Để cái đó là nghe. Nghe bình thường. Nhưng mẹ mà đằng này á là 11, 12 giờ khuya ra ngoài kia ngồi. Rồi việc cái cả như bàn thờ bằng bọng gì của ông bà liên quan tới bàn thờ, hình ảnh bàn thờ rồi quăng hết. Chị treo ở đây trên đây là một cái Phật Quan Âm đúng không? Cũng quăng luôn. Quăng xong không gặp Phật là quăng Phật à. Gặp ông, gặp quăng ông, gặp bà, quăng bà. Nhai đàng hoàng. Tâm thần gì kỳ vậy? Mà đặc biệt đó là mẹ mình với lại em mình là mới tay chân thôi. Còn người khác là không. Ba người đó tới tấp vậy. Ba người. Ba bốn người. Bữa giờ quýnh chị có sao không? Chịu đựng quen. Chịu đựng quen hả? Mẹ nha. Bà con trên này nói chị được chịu đựng quá hay. Chịu mẹ nha. Mẹ giờ quýnh lại nó biết nó bệnh rồi. Mẹ nha. Tội nghiệp nó. Chối rồi cũng tội nghiệp nữa, không có gì mà. Mẹ nha. Không tội nghiệp chứ thương con mẹ hết. Em còn một chuyện nữa mà bà con nhắn gửi với em. Hết trơn hả? Nhưng mà bây giờ nói thì khán giả trên đây người ta cũng sẽ bức xúc, người ta cũng không thích. Nhưng mà bây giờ chị Lâm là có đường cùng như này rồi thì đây là coi như là một lời cảnh báo cho chị đi. Và đó là cũng là một lời khuyên, là một lời cảnh báo. Thì khi em đăng tải nội dung của chị lên, rất nhiều người gọi cho em. Em nói cho ngày hôm nay cho chị giật mình luôn nè. Rất là nhiều người gọi cho em luôn, nói là chị ở ngoài Bình Dương, chị bỏ bê con cái, chị đi quýnh bài tối ngày luôn. Trời ơi, có chủ nhật quýnh với bà đó có 5.000, 5.000, 3.000 gì cả, đâu có đâu quýnh tối ngày. Chị tăng ca 9 giờ không đó chứ. Ngày hôm bữa bé Thư nói là em cũng nôm na, em cũng nghe mà em để bụng, em nói để coi tình hình coi sao. Qua vài ngày sau, cái khán giả nói với em là sự thật nó là như vậy. Thư, ngồi xuống đây nói chuyện với Hiếu à. Chuyện sao vậy Thư? Mẹ quýnh bài không Thư? Có. Quýnh sao? Quýnh cho bài cào nè, sáu bích gì đó. Ừ. Có chủ nhật đấy. Rồi có bỏ bê con cái không? Thì em con bỏ lăn lóc chứ sao? Bỏ lăn lóc luôn. Không quan tâm luôn hay sao? Thì nhỏ đó kệ mẹ nó. Gì hả? Phải chăng gì cái điều này ha? Mà bây giờ em nói chị, bây giờ em cũng không trách chị nữa. Khi mà chuyện nó xảy ra rồi mình thôi, mình gạt qua bên đi cả nhà. Đây là lời cảnh báo cho chị. Chị thấy từ khi cái ngày mà chị bắt đầu chị chơi cái môn đó cho đến thời điểm bây giờ, chị thấy không? Chị đâu còn cái gì nữa đâu. Em không biết là chị chơi nhiều ít, em không biết. Nhưng mà chị thấy, cảm thấy không? Mình lo làm lo ăn thì còn có cái để mà ăn. Còn nếu mà chị dai vô cái đó thì cuối cùng chị thấy bây giờ về đây ngủ cái chuồng dịch gà của người ta. Con cái thì bây giờ trầm cảm. Giờ chỉ là lo cho con thôi, chứ tờ với số vậy không dám mua nữa. Chị thấy không, bao nhiêu người lao đao khốn đốn cũng vì ba cái cờ bạc, cũng vì ba cái số đề đớm. Mấy ai làm giàu được mấy đó, trừ khi mấy ông bán người ta mới làm giàu được thôi. Tại cái đầu người ta hơn mình, người ta tạo ra cuộc chơi thì bắt buộc người ta phải hơn mình, người ta mới tạo ra. Chứ người ta nếu mà ăn năm thua với mình, ta đâu tạo ra làm gì. Thì mình chỉ có một cái đường, chỉ có vài đường thắng thôi, còn như là mình thua hết. Một con số mà mình thua tới 80 mấy 90 con mà mình trúng con một mà làm sao mà đăng ta. Ăn nước đá mà ta cho 1.000 nước đá mà ta trúng 70-80 ngàn vậy đó. Bởi vì mình nghĩ bao nhiêu đó. Cứ nghĩ là một trúng 70-80 thì nghĩ là hơn rồi. Nhưng không phải vậy đâu. Có một câu nói rất là hay của một người nói như này nè. Trừ khi mày lấy cái số tiền này, mày xây cái mã của cha mày, tao không lấy là được thôi. Chứ còn mày còn sống là tao sẽ còn lấy là được. Đó. Chính vì cái lý do đó mà ngày hôm nay em tới đây, em muốn cảnh báo cho chị. Thứ nhất, cảnh báo. Thứ hai, đây cũng là một lời khuyên của em. Và em không trách chị nữa. Và ngày hôm nay em nói câu này thôi, em không nói với chị nó nữa. Nhưng mà em mong chị từ đây thì sao cố gắng chăm lo cho con. Đừng nên tham gia mấy cái đó nữa, không hơn người ta đâu. Chị nghĩ rồi, nha chị. Tại sao chị không mua nữa? Chị nghĩ rồi em mới giúp chị. Còn chị còn đam mê cái đó là em không giúp chị nữa. Em bỏ ngang luôn. Hôm bữa giờ em nghe chuyện này em cũng rất là tức. Em nói sao kỳ vậy? Em đang lo lắng luôn nè. Em đang nghi ngờ là trời, thả nó xuống thử. Là chị á, chính vì cái lý do đó mà bé Thư nó bị trầm cảm. Em đang nghi như thế này luôn. Đừng có quánh nó. Và sự quán hận đó rồi nó theo đó là nó. Thôi đừng quánh nó, tội nghiệp đó. Đó, chị nhớ kỹ ha.
Rồi ngày mai đây thì em sẽ đi lên ngoài đó để hỗ trợ chị một phần nào đó để mà ngày mai đưa xe lên cho đi cho bé Thử đi đàng hoàng tử tế, coi nó làm sao, rồi tình hình có gì báo gì liền em hay nha. Rồi đó cả nhà, thì ngày hôm nay là Hiếu quay chương trình ở trên An Giang xong xuống Hậu Giang đây thì chia sẻ hình ảnh lên cho cả nhà, mong cả nhà xem video này chia sẻ cho mọi người để mọi người cùng nhau mà thứ nhất là tránh những trường hợp giống như chị, để con cái nó như thế này, và cũng để cảnh tỉnh cho những người cha mẹ mà không có quan tâm tới con hay cả nhà. Hiếu chân thành cảm ơn cả nhà, chúc quý mạnh luôn có một năm thật nhiều sức khỏe nè, công việc luôn thuận lợi, nhớ giữ số tiền đó nha. Tiền đó là tiền mạnh quân cho mình nhớ nha. Dạ, rồi Hiếu chân thành cảm ơn cả nhà và hẹn cả nhà clip tiếp theo nha cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại.